Hai cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ một ít thông tin về đền thần Sumiyoshi Taisha, hay còn gọi là Sumiyoshi Jinja, tại Hakata Fukuoka, thuộc hòn đảo Kyushu, Nhật Bản. Khi mình đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, xứ sở hoa anh đào, mình luôn tìm tòi và học hỏi, đúc kết một ít kinh nghiệm về cuộc sống ở bên Nhật, cũng như tín ngưỡng, tôn giáo của người Nhật. Bạn có biết là tại sao nước Nhật vẫn có rất nhiều chùa cổ, rất uy nghi và trang nghiêm, nhưng người Nhật không đi lễ chùa, cúng bái và cầu nguyện, mà lại đến những cái đền thần vào những dịp Tết hoặc dịp lễ cuối năm để cầu xin cho một năm nhiều sức khỏe, gia đạo an khang, danh vọng và tiền tài. Và điều đặc biệt về lịch sử các ngôi đền và tập quán tín ngưỡng của người Nhật, bạn có biết không ? Và mọi gia đình người Nhật họ làm gì trong lễ Tết và cúng kiến tổ tiên? Và chùa là nơi để thờ phụng tổ tiên khi mất, còn đền thần là để cầu nguyện mỗi khi có dịp lễ Tết. Nào, hãy cùng mình tham quan đền thần Sumiyoshi Taisha, hay còn gọi là Sumiyoshi Jinja, là ngôi đền thần cổ nhất Nhật Bản. Địa điểm mình sắp giới thiệu cho bạn là đền thần tại Hakata Fukuoka. Đền Sumiyoshi Taisha là một ngôi đền thần nổi tiếng và cổ nhất tại Hakata Fukuoka, Nhật Bản. Đây là một trong ba đền thần Sumiyoshi lớn nhất Nhật Bản và có mặt ở Shimonoseki và Hakata, Osaka, tự hào với lịch sử hơn 1.800 năm. Đây là ngôi đền nổi tiếng khắp cả nước, mỗi năm có hơn 2 triệu lượt người đến viếng chùa vào dịp năm mới . Trước khi vào viếng thăm đền thần Sumiyoshi Taisha thì mình sẽ đến chỗ này để rửa tay các bạn nhé. Và nước trước đền được xem như là nước thần, và việc rửa tay sẽ được thần linh ban phước lành và nhiều sức khỏe, nên du khách đến thăm viếng chùa đền thần đều rửa tay trước khi vào đền. Nước rất sạch và rất là trong. Trước khi dịch corona xảy ra thì người dân Nhật khi mà đến rửa tay và có thể ngớp ngụm nước và có thể uống được nước này rất là sạch luôn . Nào các bạn, hãy theo chân mình đi vào đền thần tham quan và thăm viếng đền thần và cầu nguyện . Ở trước chính điện thì có để một cái bảng hiệu làm không được phép quay phim và chụp hình từ cái bảng này trở đi, vì là nơi rất là trang nghiêm thì chỉ được phép cầu nguyện, không được phép quay phim và chụp hình. Và mình sẽ quay bao quát đền thần cho các bạn tham quan . Và đây là những cái thanh gỗ để cho mọi người sẽ cầu nguyện và ghi những cái điều ước, điều cầu nguyện của mình lên những cái thanh gỗ rất là dễ thương này. Và mình sẽ để lại và treo trên những cái giá rất là dễ thương này và cầu nguyện cho một năm có nhiều sức khỏe và may mắn, thành công và danh vọng tiền tài. Mình có ước muốn gì thì mình nên ghi vào những cái thanh gỗ này và mình treo ở trước đền . Về lịch sử và kiến trúc của đền Sumiyoshi Taisha, ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ thứ 3, mang đậm phong cách kiến trúc Sumiyoshi Zukuri. Phong cách này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ văn hóa các nước châu Á nên cực kỳ độc đáo. Nét riêng biệt của kiến trúc Sumiyoshi Zukuri là sử dụng những mái ngói bằng phẳng, trái ngược với những mái ngói vòm thường được xây dựng ở những thế kỷ sau. Mái ngói được trang trí bằng hai cặp sắt bắt chéo chỉ lên trời đặt ở phía hai đầu. Lạ hơn nữa là những tòa nhà này được xây dựng theo phong cách Sumiyoshi Zukuri, được thiết kế một lối vào đặc biệt ngay dưới mái vòm, và ngôi đền được bảo vệ bằng những hàng rào lớn xung quanh. Và đây là những cái cổng của đền Sumiyoshi Jinja. Những cái cổng này được gọi là cổng trời, và cái lối mình đi vào những cái cổng trời này, và
Yoshi hết những cái mỗi cổng trời thì có một cái điều ước nguyện, mình có thể ước sức khỏe, bình an và an khang và danh vọng tiền tài, thì mình đi hết những cái cổng này và cuối cổng trời thì có một cái đền thần, mình có thể cầu nguyện tại đây. Và trước khi cầu nguyện thì mình sẽ cho một cái đồng 100 yên và mình sẽ rung chuông và mình sẽ cầu nguyện ha. Và sau khi cầu nguyện thì mình sẽ đi ngược lại những cái cổng trời này và mình đi ra. Và trong khi mình đi qua những cái cổng trời này, mình sẽ cầu nguyện và những cái ước nguyện cầu nguyện của mình sẽ được thành hiện thực ạ. Và xa xa thì bạn thấy ở bên tay trái của mình có những cái miếng giấy được thắt lại và được treo rất là đẹp. Đó là những cái quẻ sâm, khi mà mình đến thăm đền thần mình có thể xin sâm tại đền và mình sẽ để lại và treo như thế này ha. Và đây là cổng đền thần thứ hai, mình có thể đi vào bằng cái cổng này và từ cái đền thần này liên thông qua cái đền thần chính điện mình mới chia sẻ với bạn. Cổng đền thần rất là đẹp và người ta được cho cái đền thần này gọi là cổng trời, rất là đẹp luôn ạ. Đây là vị thần mình có thể cầu xin sức khỏe và gia đạo an khang, danh vọng tiền tài, cũng giống như là Phật Di Lặc của bên Việt Nam của mình đó. Và trước khi cầu nguyện thì mình sẽ cúng dường 100 yên ha. Từ đền thần này mình có thể đi liên thông qua cái cửa chính của đền thần lớn ở bên này Sumiyoshi Taisa ha. Vào tháng 11 của hàng năm thì người ta sẽ tổ chức một cái lễ mà cầu nguyện, làm lễ cho bé ở bên Nhật gọi là Shichigo-san, là 7 tuổi, 5 tuổi và 3 tuổi. Khi bé được chạm mốc 3 tuổi và 5 tuổi, 7 tuổi thì sẽ mặc những cái chiếc kimono rất là xinh xắn, rất là dễ thương, sẽ tới đây được mấy sư ở đền thần làm lễ và cầu nguyện cho các bé và chụp hình lưu niệm, rất là dễ thương luôn à. Và đây là những cái chỗ mà mình sẽ xin xăm mà mình sẽ cho đồng 100 yên vào. Và đối với bé thì cũng 100 yên, thì bé trai là màu xanh, còn bé gái là màu hồng. Hầu như là những cái quẻ xăm mà dành cho bé thì đều là những cái quẻ xăm nói về sức khỏe và bé sẽ ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ và ăn bao chóng lớn. Còn đây là những cái xăm mà dành cho người lớn. Mình có thể lấy hai xin xăm tại đây luôn ha. Và mình sẽ cho 100 yên vào và mình sẽ bốc thăm.
ことだよ。なんか言葉の意味知らなすぎでしょ。あ、đây là hai đứa con của mình, à, bé trai và bé gái. Ở chàng dọn đêm mở đặt đấy. À, trên quẻ xăm ghi rất là nhiều. À, mình đọc xong thì mình sẽ thắt gọn và mình thắt lên những cái chỗ mà dây mà một cái kệ mà xăm người ta không có đem về, những cái quẻ xăm mà sinh ở tại đền thờ đọc xong thì mình sẽ gửi lại. Mình sẽ treo những cái quẻ xăm tại đây ha. Nhìn cái quẻ, những cái quẻ xăm mà mọi người xin xăm xong mọi người treo lại tại nền ha, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Bạn có biết là bé của mình đang nhặt những cái quả gì ở dưới gốc cây không ạ? Vào mùa thu ở bên Nhật thì bất cứ bạn đi công viên hoặc là đền thần hoặc là những cái chỗ nào có những cái tán cây thì có rất là nhiều những cái hạt dẻ này. Hạt dẻ này gọi là donburi, mà hạt dẻ này mình không có ăn được, chỉ có những cái chú sóc và những cái chú chim ăn những cái hạt dẻ này. Và về mùa thu thì có rất là nhiều hạt dẻ này, và những cái trẻ em ở bên Nhật rất là thích nhặt những cái hạt dẻ này về chơi, hoặc là cho những cái chú sóc hoặc là những chú chim ăn, rất là dễ thương. Và đây là lối ra của đền thần. Thì khi mà mình viếng thăm đền thần và cầu nguyện và tham quan đền thần xong thì mình sẽ đi ra cái lối cổng này, và cái lối ra cũng có rất là nhiều cổng trời rất là đẹp. Và tất cả khi mà mình tham quan hoặc đền thần ở khắp nước Nhật có rất là nhiều đền thần, có rất nhiều cổng trời rất là đẹp luôn ạ. Và mình có thể chụp hình lưu niệm, và mình có những cái kỷ niệm đáng nhớ khi mà mình có chuyến du lịch sang Nhật. Và video của mình chia sẻ đến đây đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để khi mình có video clip mới, các bạn là người đầu tiên nhận được video mới nhất của mình ha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an ạ.